Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình vừa nhận được một cái kiện hàng mình đặt trên Shopee. Thì nguyên nhân vì sao mình lại có kiện hàng này là đây. Là vừa rồi mình mua được một con iPhone 6 bị hư màn hình, bị hư pin luôn. Đó, mình đã gỡ màn hình, mình gỡ pin bỏ rồi. Con này mình đã test nó ngon lành hết. Test nó ngon lành, nó ok hết. Nó lên nguồn và xài bình thường. Đó. Ở sau đây hơi trầy một chút xíu nè. Và con này đang ngon lành để xài bình thường nha. Thì mình có đặt trên Shopee một cái viên pin iPhone 6 và một cái màn hình. Ở đây là màn hình zin bóc máy tặng kèm cường lực. Thì cái màn hình zin, màn hình điện thoại mà mỗi màn hình iPhone ấy mà mọi người mua trên mạng ấy, thì nó sẽ có nhiều loại nha. Cái loại đầu tiên là cái loại mà zin linh kiện, loại màn linh kiện. Màn linh kiện là cái màn nó lắp ráp, nó làm mới sau này. Cái dạng thứ hai là zin bóc máy, zin theo máy. Nó cũng có hai loại, một loại là zin luôn, là nguyên con máy nó, người ta gỡ cái màn hình ra luôn. Một loại thứ hai nữa là cũng hàng zin theo máy, nhưng mà nguyên một lô máy có thể là nó bị bể cái màn kính ngoài, nó ép kính lại, cũng là màn zin nhưng mà nó ép kính lại rồi. Đó thì cái dạng đó là dạng một dạng nữa. Cho nên khi mọi người mà mua cái cường lực, mua cái màn hình điện thoại trên mạng ấy, thì mọi người nên hỏi kỹ, nên coi kỹ thì đó là loại nào. Đó, ok mọi người nha. Bây giờ mình sáng nay mình vừa nhận được kiện hàng. Cái kiện hàng này bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui ra để coi thử shop giao đúng hàng hay không. Và mình mua hàng online thì mình nên quay video lại lúc mình nhận hàng, để mà giả sử mà có thiếu hàng hay là như thế nào đó thì cũng shop cũng dễ xử, mà mình cũng dễ xử, mình có bằng chứng, mình có video để mình đối chiếu lại. Cái shop này gói hàng cơ bản cũng ok. Đây mình bỏ qua một bên nha. Ở trong là quấn một màn shop bóng khí nè. Đây là cái màn hình mình nhận được cho mọi người. Ôi đẹp lắm, màn hình màu đen nè, đẹp lung linh luôn. Thì vừa rồi cả hai màu, màu đen với màu trắng, thì cái màu trắng nó chênh lệch 300-400-500 gì không, 340-450 gì đó. Thì thật ra là màu trắng thì đẹp hơn thôi, nhưng mà mình con máy này mình phục dựng lại, mình không có nhu cầu mình xài nhiều, cho nên mình mua con màu đen thôi. Đây nè, ở đây có mấy cái sự cáp màn hình nè. Cáp màn hình nó chưa có cái nẹp màn hình ở trong nha. Ở đây chưa có nẹp sắt màn hình. Nút không mà chưa có luôn, mình phải sang cái màn cũ qua thôi. Mình sẽ bỏ qua một bên. Ở đây là shop có tặng kèm mà. Shop tặng kèm một miếng cường lực Remax. Cường lực mẫu đây, một cường lực rẻ thôi. Remax đúng cái con này nó có cái hộp. Đây nè. Mình có một cái cường lực Remax y loại này luôn, là y loại shop tặng luôn này. Nhưng mà nó có một cái túi đựng bên ngoài nữa này, shop tặng cái kính cường lực không thôi, nhưng mà có một hơn không, ngon rồi. Cái hai miếng dán shop tặng kèm. Còn đây là cái viên pin thay thế tiêu chuẩn châu Âu. Rồi mình không biết như thế nào, nhưng mà thường vừa mà mình thay pin iPhone thì mình hay chọn những pin dung lượng cao, những pin của con pin bên thứ ba đó. Con trâu chẳng hạn, pin Bisen, rồi nói chung là vài loại đó. Còn mình thấy cái loại này mới này, chắc là hàng công ty Made in China này, công ty Việt Nam đã đặt hàng gia công Trung Quốc này, nhưng mà pin nó làm pin dung lượng cao đó, mọi người. Thì mua mấy cái này xài ngon. Còn pin này rẻ lắm, như là tầm 135.000 thôi, pin iPhone 6 nha. Hay mình mua về mình tự thay, mình tự làm hết. Còn anh em ra tiệm thì có thể là tiền công người ta, rồi tiền mặt bằng các kiểu thì có thể là chênh lệch lên một tí xíu nhé. Ở đây viên pin đi kèm rất ok này. Đây là một viên pin và đi kèm là hai cái siêu dán. Đi kèm là hai cái siêu dán pin. Đó, thì cơ bản là mình nhận đủ hàng nhé. Cơ bản là mình nhận đủ hàng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp vào máy để mình kiểm tra xem màn hình nó có bị lỗi hay bị như thế nào nhé. Thì ở đây là mình sẽ quay một cái video one shot luôn, để mà màn hình có lỗi thì mình sẽ đổi trả cho shop cho nó dễ dàng. Ok nha. Bây giờ cái hộp pin mình sẽ bỏ vào một bên. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sàn cái màn hình qua. Pin thì dán nhanh rồi, bây giờ mình sẽ sàn cái màn hình qua trước.
lấy bạn cái hộp này bạn. Cảm ơn. Đây nè. Đây có màn hình cũ của mình nha, con này bị bể màn hình rồi. Bể màn hình nát rồi. Bây giờ mình sang linh kiện qua thôi. Mình thì cũng là thợ vập thôi, không có kinh nghiệm nhiều đâu. Mình cứ từ từ, từ mình sang. Con này còn cái siêu màn hình đâu. À còn nguyên cái siêu màn hình để lại ở mặt này chứ không sao đâu, không chay đâu. Màn hình mới nhìn đẹp ghê mọi người. Có sai gì không ta? Con này thấy đây là gì đây? Bây giờ cứ gỡ ra cái đã. Video này sẽ hơi dài dài là thôi, nhãn hàng làm cái video luôn để anh em mọi người coi, ai thích thay pin, sửa chữa pin gì mình thấy màn hình mình cũng coi mình biết. Đây là con 6S nha, quanh con sau con iPhone 6 thường nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiếm một cái đầu vít. Kiếm một cái đầu vít để gỡ mấy cái pin này ra. Đầu tiên sẽ gỡ cái nẹp màn hình trước. Gỡ cái nẹp sắt màn hình này. Bao nhiêu ốc trên này là mình gỡ hết. Gỡ nẹp màn hình, gỡ nút home. Mới nhận hàng cái háo hức làm luôn. Đấy, chỗ nút home là nó có cái miếng nẹp chặn nè, đây miếng nẹp nút home nè, còn đây là cái nút home nè. Bây giờ mình sẽ gỡ cái nẹp sắt này luôn. Cái nẹp sắt này là chức năng của nó là để nó cố định cho cái màn hình nó cứng hơn. Lúc mà thợ thầy tháo gỡ màn hình ra thì thường thường sẽ tác động một cái lực nhất định, thì cái nẹp này nó sẽ giúp cho cái màn hình nó cứng, nó không bị cong. Cái màn hình này là mình mua của một bạn, cái điện thoại này mình mua của một bạn trên chợ tốt. Thì cái bạn này là bạn bán cho mình ba con máy, thì trong đó là cả hai con là dính iCloud rồi, hai con iPhone 5 dính iCloud và một con iPhone 6 này là coi như là màn hình bị lê cảm ứng nhưng mà vẫn còn mà không dính iCloud, màn hình bể lê cảm ứng cái này nè, đó thì vẫn sai bình thường, cho nên mình mua con này về mình quyết định thay pin, mình phục chế nó lại cho nó đẹp. Đó. Con máy thì thường con máy của mấy bạn này chắc là máy nhà dùng thôi, cho nên mấy con mà mình khui hết mấy con nào cũng còn nguyên ốc ít là đầy đủ luôn, full luôn, không thiếu con nào. Như con này này thầy nãy cho mọi người thấy không, ốc đầy đủ luôn. Để mình coi nó dính nó dướng cái gì đây. Dướng gì đây, cái dây gì này nha, dưỡng dây gì khui gì đó, có socket gì đây. Đó, nút home này mới gỡ nút home này nè mọi người. Còn đây là nút home thì mình sẽ sang qua đây, sang nút home qua phải cho màn hình đen mà nút home màu trắng rồi, vô duyên rồi, tiếc mấy chục ngàn. Tiếc mấy chục ngàn mà chơi cái này không ổn rồi. Nút không trắng quá, hình đen. Lấy rôm nọ cắm cắm bà kia. À cha. Không được rồi. Xấu. Nó xấu chứ không phải gì hết. Con coi mà. Ừ, con coi ơi. Sorry. Lấy rôm nọ cắm cắm bà kia.
cho là mấy chục mà tới cái màn hình tới mấy trăm ngàn tiếc quá, thành ra là quyết hả. Thì đây nè, đang làm nè. Đây là cái nẹp màn hình nha, gỡ ra rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái cụm camera trước. Thì thường thường theo kinh nghiệm mình học hỏi ấy, người khác thì mấy cái ốc thì không có kinh nghiệm như mình, cứ mình bỏ theo cụm hết, loại nào mình bỏ theo cụm đó. Nên theo cụm hết thì chỉ dễ. Đây, từ. Mấy cái này phải bình tĩnh. Đây là cái nẹp nha. Cái nẹp thôi, còn đây là cầm camera nè. Để mình coi được gỡ như thế nào. Còn đi con ốc nào nữa không? Này như là con loa. Con này là cầm dây camera. Để mình coi. Lần đầu tiên mình thay cái màn hình này luôn đó. Còn bên này nó như thế nào? Cái này là keo dán lên thôi. Keo dán. Nguyên cầm luôn nè. Tức là cái này nè. Cái phần này nè là bên cái màn mới nó có rồi. Mình sẽ bỏ khúc này. Dính nguyên keo nguyên đoạn luôn. Mình sẽ bỏ cái này ra. Đó. Rồi, mình khui như thế nào thì mình dán qua như vậy thôi. Thử sức nha mọi người, chứ thật ra là mình cũng không phải là cái kinh nghiệm gì ghê gớm đâu, cái này là thử sức làm á. Để coi thử đây, con này con cam này giống bám bụi ta, nhưng mà bây giờ thôi bỏ con loa trước này. Cái gì trước ta? Lúc nãy là nó đây. Mình biến một cái kiểu con này nó nằm đây nè. Có cái lỗ này đó, đúng khớp nó một cái này, cái này này, một vào đây này, camera vào đây này, bỏ cục loa cái này, cái loa nó khớp vào cái màn loa. Rồi. Xong rồi tới em. Tới thôi. Cái này trước nha. Xong rồi cái loa.
gắn cái nẹp này nè, hy vọng đúng. Đó, này là trên này ba con ốc, dàn cái thằng bạc ốc lại. Sao sao lắp vậy? Mình đặt khớp chưa? Đó, đây là có con mắt, con mắt cảm biến, có mình khớp một tí chứ. Cầm này chắc ok rồi nè. Còn cái gì nữa ta? Cái này tí là cái nẹp sắt nó nẹp vào, còn cái này là, cái này là cái gì nẹp ta? Đây, nẹp cái nút khom. Ôi, đúng rồi. Bây giờ đưa cái nút khom vào. Đưa nút khom vào. Chỉnh hình nẹp lại thôi. Cái này là cắm chân socket này. Có thêm cái này, cái socket này nữa, socket gì đây ta? Có vẻ hơi bị căng rồi nha. Không sao, sao bà? Chưa có quen vị trí ấy rồi. Lập cái nẹp vô. Cái này là socket gì ta? Chỗ này là cái gì ăn nhập rồi này đâu? Từ coi gì con? Cảm biến nút khom. Cái này là cái màn hình cũ là đâu có cái chân này cả. Đón ông
có cái chân này. Để cái này ăn, ăn vào cái này. Hy vọng là đúng. Cái này bữa nó không còn xài được. Không đúng thì sẽ đổi lại thôi. Hôm nữa là xong rồi mọi người, còn cái pin này dán vào nhanh lắm. Pin là đúng, để đúng vị trí cái socket pin cái mình đưa vào nó xong rồi. Vung tay. Ở đây họ bán cái viên pin này cũng ok này, giá tốt mà nó có thêm cái siêu dẫn pin nữa, giá nó đẹp, lúc mình gỡ ra nó cũng dễ nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt mấy con ốc bên hông để nó cố định cái này lại, hình như là ốc ít nữa này. Để cô đẩy bên hông thôi. Ốc đây này sẽ làm cho cái nẹp nó giữ màn hình lại nó cứng hơn.
cứng cáp hơn. Còn một bên luôn nè. Còn bên còn lại. Hy vọng là màn hình nó không có lỗi gì hết để mà xài luôn, không phải đổi trả. Mỗi lần đổi trả phiền lắm. Phiền shop mà cũng phiền mình nữa. Shop này tính ra ngoài Quảng Nam. Quảng Nam mà giao hàng này tính theo thời gian nó cũng được, mất tầm 3 ngày mà đặt shopping. Tầm 3 ngày là hàng tới tay. Còn bạn nào mua hàng ví dụ Shopee ở mình ở Sài Gòn mà đúng không, mua hàng Sài Gòn luôn thì nhanh nữa. Mình có dư một cái chân sụp cát nữa không biết sao đây. Cắm trên máy. Bây giờ thử nhé. Cái này cắt nút home. Cắm nhầm cái là home không chạy. Đây cục pin nè. Toàn tiếng tàu không, mà hy vọng nó xịn hơn mấy viên pin lô lô. Đây. Cái pin này. Để đây. Để gắn cái màn hình vào. Tương tự từng bước đó. Cái chân socket mà thấy nó nhỏ nhưng thật ra là gắn đúng khớp nó là nó nhận nó xuống bập bập cả mọi người, không có khó. Đó. Gắn pin vào này, đây là khâu nào quan trọng nhất luôn. Bây giờ mở nguồn này. Lên ngon lành, đẹp chưa? Nguyên một màu đen, ở giữa nó có màu trắng. Không được. Là độ phá cách luôn. Trời ơi, bữa quên để ý cái nút home của mình. Biết vậy thêm mấy chục ngàn mua cây một cái nút home trắng luôn. Không thể kết hợp Touch ID, đúng rồi. Biết vậy là thêm tiền mua nó còn trắng luôn. Không bấm không được cho mình cắm nhầm jack rồi nha mọi người. Chưa lắp thẻ sim nè. Con này. Ôi, màn đẹp phết. Ngon lành mà. Màu siêu chưa dám gỡ đâu. Để mình test thử. Test thử. Ổn, ổn áp thì ấy. Camera này, camera sau này, đó. Rồi, ok, sao chụp tiếng kêu kỳ nè, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình
mình cắm lại cái jack đó, cái jack socket nút home xem thử nha. Mình thấy là home chưa ăn. Màn này màn LCD. Ok. Cơ bản là màn hình mình thấy ổn á. Màn hình không có vấn đề gì hết. Cách ly nguồn điện trước này. Rồi, cách ly nguồn điện, cách ly mấy rắc này đây. Sửa lại cái chân socket nút không. Bé đã có đồ ăn chưa bạn? Sửa lại cái socket nút không này. Này mình bắt ốc dính hết rồi. Đã mất công rồi. Màn hình lên đẹp. Ừ. Nhìn phát là biết độ đúng không? Ừ. Nhìn phát là biết hàng độ. Màn hình đen mà nó kho màu trắng. Kiểu con nhà nghèo. Đấy, sắp là ăn sáng rồi con. Không có mời đâu. Mẹ với bà ăn thôi. Con gà. Ai thật bánh gì? Vô duyên rồi đó. Phải rõ ràng nha. Này này. Lúc nãy mình cắm vào cái này. Hình như là không có tác dụng gì hết. Cái màn hình cũ đâu à. Màn hình cũ là không có cái jack này trên này. Chỉ có cái tấm thép thôi. Ủa, đúng rồi, này đâu có giá trị gì đâu. Cắm lên cái socket trên chân màn hình này. Cái này nó làm sao á. Cái nẹt lúc hôm vô. Nẹt lúc hôm thì nó sẽ nằm. Nó nằm bị này. Đó. Nó cắm chỗ này nè. Thằng này là không có nè. Rồi, cái này nó không có giá trị gì hết, đi dán trên chân chỗ này chứ. Không có cái giá trị gì hết, nó nằm trên chiếm diện tích. Hey.
ăn được. Gì cho ngàn đẩy mà. Ngàn thì nhiều lắm. Ừ. Rồi, nó nằm. Đúng rồi, đúng rồi. Ok rồi, vô lụm lúa, lụm lúa. Lụm lúa bé ơi. Xong rồi. Lên 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 rồi, nhưng mà gắn lại cái socket nút home để bấm nút home. Rồi anh à. Trước không học điện tử mà tự nhiên làm cái này thích lắm. Tại sao cái màn hình kia nó lại cho một cái chân socket mà không có dây kết nối gì nữa, nó dán vô. Khó hiểu. Ánh sáng kìa. Quay nãy giờ 37 phút rồi á. Thôi thà quay lại để test màn hình nó ngon lành hết. Rồi để có thời gian up cái video lên kênh YouTube luôn. Dạy cho những thứ cơ bản thì mình cả người cần hỏi. Ôi, chính dây dạ xạ con. Ba đang quay mà. Rồi xong rồi nè. Còn thiếu một ốc nữa. Một ốc ở trên. Một ốc nó chạy đâu mục tiêu. Làm một ốc. Bắt ốc nó đủ thì nó sẽ cứng cáp hơn nha. Máy nào cũng vậy. Ốc ít rồi bắt cho đủ. Cầm trên này có vẻ ổn. Máy chưa tách loa. Dán pin luôn. Pin chưa dán lần nào. Pin iPhone 6 nữa, hôm bữa là mình vẫn còn một con đó, còn một viên pin Bisen luôn, mình thay cao lắm, nhưng mà nó bị phù, vẫn còn xài được, vẫn còn tạm ổn nhưng mà nó bị phù cho nên là không xài luôn. Ok.
giãn siêu pin nó khá là cố định rồi. Rồi đi màn hình vô, hy vọng lần này là ta xong hết, không cần phải làm gì nữa. Ok. Cái nẹp sắt màn hình đây nó bị mất rồi. Mà cái này nó có một cái nẹp sắt mà hư rồi, bị mất rồi, không sao. Vừa khít nè, bỏ ngon nè. Cắm sọc cái pin vô ta, quên rồi, đúng là thợ nghiệp dư. Chuẩn bị ok. Chuẩn bị ok. Chưa cắm sạc cáp pin. Mình đang là cao thử. Chưa cắm sọc cặp pin mà đổi lên mua. Làm một lần nữa. Ok. Chắn socket cắm lỗ. Điện thoại quên mở. Hả? Rồi ngon rồi nè. Thế cái lỏng cái chân xúc cái.
thiếu cái nẹp nguy hiểm, thiếu cái nẹp màn hình nó dễ bị bung mấy cái chân socket này. Chứ không phải là máy hư. Rồi tạm ổn rồi nha, bây giờ sẽ test thử phím chức năng rồi home nè. Ok, home ngon lành. Rồi màn hình ok, không bị chết chỗ nào nè. Wi-Fi. Rồi có Wi-Fi nè. Ok, ngon lành. Chưa lắp sim. Camera. Camera chắc chơi. Ngon camera. Ok. Nó ngon lành, nút home nó ngon đó mọi người. Đây là vừa rồi mình vừa thay, mình vừa làm vừa động tác thay thế pin và thay thế cái màn hình. Thực ra đây là lần đầu tiên mình làm nha, cũng chưa có kinh nghiệm lắm cho nên mình làm nó hơi bị lâu, mất thời gian. Mình vừa mò mẫm vừa khám phá. Để mình cũng quay lại cái video clip. Thứ nhất là để shop bên shop bán cho mình, giả sử có trục trặc gì mình còn giữ lại cái video để mình gửi bảo hành bảo trì. Cái thứ hai là mình quay lại cái đoạn video này để hướng dẫn mọi người, thì bạn nào có, nhưng bạn nào quan tâm, nhưng bạn nào thích mà muốn vật vật, muốn tự thay pin thì cũng rất là dễ thôi, bạn có thể tham khảo. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video.